À, cô xin chào các bạn học sinh lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cho cô ở chủ đề số 6, tế bào đơn vị cơ sở của sự sống. Bài đầu tiên các em tìm hiểu đó chính là bài 17, tế bào. Các em hãy quan sát cho cô hình của ngôi nhà sau. Các em thấy ngôi nhà này được xây dựng từ những cái viên gạch xếp chồng lên nhau. Được chưa? Mà mỗi cái viên gạch này thì cô gọi đó là một tế bào. Được chưa nào? Như vậy nếu cô coi mỗi cái cây là một cái ngôi nhà thì cái viên gạch để tạo nên cái ngôi nhà đó gọi là gì? À, các em có thử suy nghĩ trả lời cho cô nào? À, như vậy thì mỗi cái viên gạch để tạo nên cái ngôi nhà đó thì cô gọi đó là tế bào. Như vậy thì mỗi cái cây đều được cấu tạo từ tế bào. Như vậy thì để các em hiểu rõ hơn về tế bào thì các em sẽ cùng tìm hiểu cho cô vào bài học ngày hôm nay. Bài 17, tế bào. Trong nội dung bài này các em sẽ đi tìm hiểu cho cô các phần như sau. Thứ nhất là khái quát chung về tế bào. Các em sẽ đi tìm hiểu về khái niệm, chức năng của tế bào, hình dạng, kích thước tế bào, cấu tạo chức năng mỗi thành phần của tế bào, phân biệt tế bào nhân xơ, tế bào nhân thực, tế bào động vật, tế bào thực vật, chức năng của lục lạc. Và phần thứ hai các em sẽ đi tìm hiểu đó là sự lớn lên và sinh sản của tế bào, biết được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Rồi các em sẽ đi tìm hiểu cho cô phần số 1. Khái quát chung về tế bào. Phần đầu tiên các em sẽ tìm hiểu về tế bào là gì. Bây giờ các em sẽ cùng quan sát cho cô hình sau. Các em hãy quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc của cơ thể sinh vật là gì. Ở đây chúng ta có các cơ thể sinh vật sau. Đó chính là động vật, con thằn lằn. Và cơ thể sinh vật thực vật đó chính là cây cà, cà chua. Các em hãy quan sát hình cho cô ha, thành phần cấu trúc nên cơ thể của con tạp sùng và đơn vị cấu trúc cơ thể của cây cà chua đó chính là gì? Đúng rồi, đó chính là tế bào. Được chưa nào? Và tế bào xây dựng thành phần cấu trúc của con tạp sùng thì người ta gọi đó là tế bào động vật. Còn tế bào ở những cây thì người ta gọi đó là tế bào thực vật. Như vậy thì các em thấy mọi cơ thể sinh vật, trong đó có thực vật, động vật và kể cả con người chúng ta đều được cấu tạo từ tế bào. Như vậy thì các em chúng ta có thể thấy rằng tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể sinh vật. Rồi các em quan sát hình ha, các em xem một số tế bào ở cây cà chua. Rồi các em quan sát cho cô ha. Đó là có các loại tế bào như sau nè: tế bào thịt lá nè, rồi tế bào thịt quả, rồi tế bào ống dẫn ở thân, rồi tế bào lông hút ở rễ. Như vậy thì tất cả các cái bộ phận cơ quan trên cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Rồi các em hãy quan sát cho cô ha, một số tế bào trong cơ thể của người thì có các loại tế bào như tế bào gan, tế bào biểu mô ruột, tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào hồng cầu và tế bào xương, vân vân. Cô đã vừa giới thiệu cho các em để chúng ta thấy rõ được cơ thể sinh vật được cấu tạo từ tế bào và có nhiều loại tế bào khác nhau. Và bây giờ các em hãy quan sát cho cô về cái sơ đồ mối quan hệ chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường. Các em thấy tế bào của chúng ta thực hiện được cái chức năng đó là trao đổi chất khi lấy được những cái chất dinh dưỡng, nước, oxy, muối khoáng từ cái môi trường bên ngoài cung cấp cho tế bào để thực hiện cho tế bào thực hiện cái quá trình trao đổi chất. Nhờ vào cái quá trình trao đổi chất mà tế bào có khả năng lớn lên. Khi tế bào đạt đến một kích thước nhất định thì một số tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia để cho cơ thể của chúng ta lớn lên. Chờ ngoài ra tế bào của chúng ta còn có chức năng đó là cảm ứng. Như vậy thì qua đây các em thấy rằng tế bào của chúng ta có thể thực hiện được các cái chức năng của một cái cơ thể sống hay còn gọi là vật sống. Các em đã học ở những tiết trước rồi như thế nào là vật sống ha, là nó có những cái đặc trưng sống như trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, lớn lên, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản. Như vậy thì qua đây các em có thể rút ra cho cô một kết luận như sau: mọi cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.
Tế bào có thể thực hiện các chức năng của một cơ thể sống như trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, lớn lên, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản. Như vậy thì chúng ta có thể rút ra một điều như thế này. Tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống. Như vậy thì trong cơ thể sinh vật ha, có rất là nhiều loại tế bào, và mỗi tế bào nó sẽ đảm nhận những cái chức năng riêng đối với cơ thể của sinh vật. Chính vì thế, kích thước và hình dạng của tế bào cũng có sự khác nhau. Như vậy thì tế bào có hình dạng và kích thước như thế nào? Các em sẽ tìm hiểu cho cô phần số 2. Kích thước và hình dạng của tế bào. Các em hãy cùng quan sát cho cô hình 17.2, 17.3 trong sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi sau. 1. Nhận xét về kích thước, hình dạng của tế bào. Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Cho ví dụ minh họa. Sự khác nhau về kích thước và hình dạng có ý nghĩa gì đối với sinh vật? Rồi, các em sẽ cùng quan sát hình cho cô ha. Rồi, đầu tiên các em sẽ quan sát cho cô hình ở trong sách giáo khoa 17.2 và 17.3. Đầu tiên quan sát về kích thước của tế bào. Thì các em sẽ thấy đây ở cái thanh cuối cùng, ở cái thanh cuối người ta cho chúng ta. Ở cái thanh cuối cùng ha, thì các em thấy là người ta đã cho chúng ta một số cái kích thước của các cái loại tế bào như là tế bào vi khuẩn nè ha, từ 1 micromet đến 10 micromet, về tế bào thực vật và tế bào động vật từ 10 đến 100 micromet, còn tế bào trứng ếch và tế bào trứng cá là từ 1 mm đến 10 mm. Và các em phải quy đổi cho cô ha, 1 micromet sẽ bằng 10 mũ trừ 3 mm, tương ứng với 0,001 mm, để các em dễ chúng ta xác định kích thước của các loại tế bào. Như vậy thì các bạn sẽ cùng quan sát hình cho cô ha để trả lời câu hỏi. Em có nhận xét gì về kích thước của tế bào? Như vậy thì các em thấy là từ tế bào vi khuẩn cho đến tế bào thực vật và động vật thì các em thấy nó ở đơn vị micromet thì nó có kích thước rất là nhỏ, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Như vậy thì các em thấy là tế bào có kích thước rất là nhỏ. Chính vì kích thước nó rất là nhỏ như vậy thì bằng mắt thường của chúng ta rất là khó quan sát bằng mắt thường được. Trừ cái tế bào trứng ếch và tế bào trứng cá thì kích thước của nó lớn hơn, nên là chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường. Như vậy thì đối với những cái loại tế bào như là tế bào vi khuẩn nè, tế bào thực vật và tế bào động vật nó có kích thước nhỏ như vậy thì các em sẽ quan sát bằng cách nào? Đúng rồi, đối với những cái loại tế bào nhỏ như vậy thì các em sẽ quan sát bằng kính hiển vi quang học, đúng không nào? Còn ở cái tế bào trứng ếch và tế bào trứng cá thì nó có kích thước lớn hơn, thì chúng ta có thể sử dụng bằng mắt thường để chúng ta quan sát được các loại tế bào này. Rồi, như vậy thì các em đã vừa xác định được những cái hình thức, những cái cách mà để chúng ta quan sát được tế bào. Thường là tế bào có kích thước rất là nhỏ, chính vì thế chúng ta sẽ quan sát dưới kính hiển vi, được không nào? Rồi, đây cô giới thiệu cho các em ha một số loại tế bào, kích thước của các loại tế bào như tế bào hồng cầu của người ha, được chưa? Rồi tế bào vi khuẩn, rồi tế bào biểu bì vẩy hành, tế bào thần kinh, và tế bào nấm men, được không nào? Như vậy thì ở những cái loại tế bào này người ta quan sát được hình ảnh là ở dưới kính hiển vi. Sắp tới các em sẽ được làm cái bài thực hành đó là quan sát tế bào biểu bì vẩy hành, thì các em sẽ quan sát được hình ảnh của những cái loại tế bào này dưới kính hiển vi. Rồi ở đây thì cô giới thiệu sơ qua ha, về cái kính hiển vi. Thì kính hiển vi là do nhà khoa học Robin Hood vào năm 1665, thì ông đã quan sát thấy tế bào từ những cái cây sồi. Được chưa? Chúng là những cái ô khoang rất nhỏ, có vách bao bọc giống như là một cái căn phòng. Do đó ông dùng cái thuật ngữ tế bào để chỉ cho những cái ô đó. Vì ý nghĩa lịch sử này mà thuật ngữ tế bào vẫn dùng cho đến ngày nay. Và việc phát minh ra cái kính hiển vi vào năm 1590 đã giúp cái nhà khoa học này phát hiện ra tế bào.
Rồi như vậy thì hồi nãy chúng ta đã xác định được ha, các loại tế bào khác nhau thì kích thước của các cái tế bào nó cũng có sự khác nhau. Tiếp theo các em sẽ quan sát cho cô hình 17.3, quan sát về hình dạng của tế bào. Ở đây cô có một số hình ảnh của các loại tế bào như sau. Đó là tế bào hồng cầu, tế bào cơ ở người, tế bào thần kinh của người, tế bào biểu bì lá, tế bào mạch dẫn lá, tế bào nhu mô lá, rồi tế bào vi khuẩn E. coli, tế bào trùng roi, tế bào nấm men. Các em hãy quan sát cho cô hình ảnh của những cái loại tế bào này. Các em có nhận xét gì? Các em sẽ cùng xem xét với đáp án của cô ha. Mỗi loại tế bào trong cơ thể có hình dạng khác nhau. Các em thấy như là cái tế bào trứng thì sẽ có hình cầu, rồi tế bào thần kinh là hình hình sao, rồi tế bào hồng cầu hình đĩa, rồi tế bào cơ thì nó có hình hình thoi, được không nào? Rồi vân vân, các em thấy các em sẽ liệt kê tiếp cho cô ha những cái hình dạng của tế bào mà các em có thể quan sát được. Như vậy thì các em thấy ha, ở trong cơ thể sinh vật có rất là nhiều loại tế bào và chúng có hình dạng khác nhau. Như vậy thì cái sự khác nhau về hình dạng và kích thước có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể sinh vật? Chúng ta thấy ha, mỗi loại tế bào sẽ đảm nhận chức năng khác nhau trong cơ thể. Sự khác nhau về hình dạng và kích thước của tế bào thể hiện sự phù hợp với chức năng mà chúng đảm nhận. Cô ví dụ như là ở tế bào biểu bì ở thực vật, được không nào? Thì chúng thực hiện cái chức năng đó chính là bảo vệ. Rồi tế bào mạch dẫn thực hiện chức năng là dẫn truyền nước vào mũi khoáng. Còn tế bào cơ ở người thực hiện chức năng là vận động. Được chưa? Mỗi loại tế bào nó sẽ có hình dạng và kích thước khác nhau để nó thực hiện cái chức năng riêng của mình. Cô ví dụ như là ở tế bào biểu bì thì chúng sẽ có hình nhiều cạnh nè. Rồi ở tế bào mạch dẫn của lá thì sẽ có là hình trụ. Được chưa nào? Rồi các em sẽ xem kỹ lại cho cô hình để các em sẽ nêu ra những cái đặc điểm khác nhau này ha. Các em nhắc lại, cô sẽ nhắc lại cho các em ha. Mỗi loại tế bào nó sẽ có hình dạng và kích thước khác nhau. Vì sao vậy? Là vì chúng thực hiện những cái chức năng khác nhau. Chính vì thế chúng có hình dạng và kích thước khác nhau. Rồi các em sẽ cùng kết luận cho cô. Tế bào có kích thước nhỏ, phần lớn không quan sát bằng mắt thường mà phải sử dụng đến kính hiển vi. Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau như hình cầu nè, hình đĩa nè, hình sợi, hình sao, hình trụ, hình thoi hoặc là hình nhiều cạnh, vân vân. Các em sẽ qua tiếp cho cô phần số 3, các thành phần chính của tế bào. Như vậy thì tế bào gồm có những cái thành phần chính nào? Các em sẽ quan sát cho cô ha. Hình ở bên tay trái của cô đó là tế bào nhân xơ. Các em quan sát tiếp cho cô hình 17.5, đó là cấu tạo của tế bào nhân thực. Các em hãy quan sát cho cô các thành phần cấu tạo của tế bào nhân xơ. Và các cái thành phần cấu tạo của tế bào nhân thực bằng cách là người ta đã cho các em các cái chú thích ha, các cái thành phần có trong hình. Và nhiệm vụ của các em là sẽ quan sát hình để làm cho cô bài tập sau. Các em sẽ suy nghĩ cho cô ha, để các em sẽ so sánh cấu tạo của tế bào nhân xơ và tế bào nhân thực. Ở thành phần cấu tạo thì có các cái thành phần sau, đó là màng tế bào, chất tế bào và màng nhân. Các em xem ở tế bào nhân xơ ha có những cái thành phần nào thì các em sẽ đánh dấu cộng vào cho cô, còn không có thành phần nào thì các em sẽ dùng dấu dấu trừ. Tương tự ở tế bào nhân thực cũng vậy, nếu có những cái thành phần nêu trên thì các em sẽ đánh cho cô dấu cộng, còn không có thì các em sẽ dùng dấu trừ để các em đánh cho cô. Rồi các em sẽ cùng điều chỉnh đối chiếu đáp án với cô ha. Rồi như vậy thì các em thấy ở tế bào nhân xơ ha,
có màng tế bào, có chất tế bào nhưng mà không có màng nhân. Còn ở tế bào nhân thực thì có màng tế bào, chất tế bào và màng nhân. Các em sẽ cùng quay hình lại một lần nữa cho cô nha. Rồi ở tế bào nhân sơ ha, các em thấy là màng tế bào ha, bao bọc bên ngoài của tế bào. Bên trong đó chính là chất tế bào. Còn phần trong cùng ha, ở tế bào nhân sơ thì không có màng nhân mà chỉ có vùng nhân. Được không nào? Rồi tiếp tục ở tế bào nhân thực thì các em thấy tế bào thực vật, tế bào động vật thì được gọi là tế bào nhân thực. Thì ở tế bào thực vật và ở tế bào động vật thì các em thấy ha, đều có màng tế bào bao bọc bên ngoài. Bên trong màng tế bào đó chính là chất tế bào. Được không nào? Rồi và ở tế bào nhân thực có màng nhân bao bọc bên ngoài nhân tế bào. Có màng nhân bao bọc bên ngoài nhân tế bào. Như vậy thì các em thấy ha, giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, các em thấy đều có những cái thành phần như sau. Thứ nhất là đều có màng tế bào. Thứ hai là chất tế bào. Và thứ ba, đối với tế bào nhân thực thì có nhân tế bào, đối với tế bào nhân sơ thì không có nhân tế bào, không có màng nhân bao bọc nhân tế bào mà chỉ có vùng nhân. Được không nào? Rồi các em sẽ ghi nhớ nội dung cho cô ha, các thành phần của tế bào. Rồi và ở tế bào nhân sơ ha, ví dụ như là ở vi khuẩn, còn tế bào nhân thực thì đó chính là tế bào thực vật và tế bào động vật. Các em sẽ quan sát cho cô ha, như vậy thì giữa tế bào thực vật và tế bào động vật bên cạnh ha, những cái thành phần giống nhau đó là màng tế bào, chất tế bào và nhân tế bào, nhưng giữa tế bào thực vật và tế bào động vật còn có cái đặc điểm nào khác chỉ có ở thực vật mà ở động vật không có? Các em sẽ quan sát hình trả lời cho cô câu hỏi sau. Thành phần nào có trong tế bào thực vật mà không có trong tế bào động vật? Các em sẽ quan sát hình và sẽ đối chiếu đáp án với cô nha. Đúng rồi, đó chính là lục lạp ha. Như vậy thì lục lạp ở thực vật có vai trò như thế nào đối với thực vật? Các em thấy ha, nhờ cái lục lạp mà cây xanh nó mới có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp. Như vậy thì quang hợp là gì? Thì ở những phần sau các em sẽ đi tìm hiểu rõ hơn. Các em chỉ hiểu đơn giản là gì? Nhờ vào quá trình quang hợp ở cây xanh mà nó cung cấp oxy cho chúng ta. Rồi bây giờ các em đã xác định được thành tế bào gồm có 3 thành phần. Thứ nhất là màng tế bào, thứ hai là chất tế bào, thứ ba là nhân tế bào ở tế bào nhân thực, còn hoặc là vùng nhân ở tế bào nhân sơ. Gồm có 3 thành phần trên. Như vậy thì những cái thành phần của tế bào thực hiện chức năng gì? Thì các em sẽ làm cho cô cái bài tập nối cột. Các em sẽ làm cho cô cái bài tập nối cột. Cô cho các em thời gian 5 phút để các em suy nghĩ. Và các em sẽ cùng làm bài tập đối chiếu đáp án với cô. Rồi như vậy thì màng tế bào là nó bao bọc ở bên ngoài tế bào. Như vậy thì nó sẽ thực hiện chức năng đó là gì? Bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào. Chất tế bào nó nằm bên trong ha, màng tế bào. Nó sẽ là nơi diễn ra có hoạt động sống của tế bào, nơi chứa các tế bào quan. Và nhân tế bào hoặc là vùng nhân thì nó sẽ là nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Như vậy thì các em đã vừa xác định được chức năng của các thành phần của tế bào. Rồi các em sẽ cùng kết luận cho cô ha. Tế bào được cấu tạo từ 3 phần chính là màng tế bào, thực hiện chức năng là bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào đi ra khỏi tế bào. Thứ hai là chất tế bào chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. Thứ ba là nhân tế bào ở tế bào nhân thực hoặc vùng nhân ở tế bào nhân sơ, chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Tế bào động vật và tế bào thực vật đều là tế bào nhân thực. Tế bào thực vật có bào quan lục lạp, thực hiện chức năng quang hợp. Các em sẽ cùng làm cho cô cái bài tập nhỏ như sau ha. Các em sẽ cùng quan sát hình. Hãy xác định cho cô thành phần nào là màng tế bào. Các em sẽ dễ dàng xác định màng tế bào nó nằm ở bên ngoài tế bào, đó chính là số 1.
thành phần nào chức năng điều khiển hoạt động của tế bào. Điều khiển, có khả năng điều khiển hoạt động của tế bào đó chính là nhân tế bào, đúng không nào? Rồi, đó là vị trí số 3. Rồi, như vậy thì thực tế cơ thể của chúng ta ngay từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn lên thì các em sẽ thấy cơ thể của chúng ta có sự khác biệt về kích thước và cân nặng. Như vậy thì tại sao lại có sự thay đổi như vậy, là nhờ vào cái sự lớn lên và phân chia của tế bào. Như vậy thì tế bào lớn lên và phân chia hay gọi là sinh sản như thế nào thì các em tìm hiểu cho cô phần số 2, sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Đầu tiên các em sẽ tìm hiểu cho cô về sự lớn lên của tế bào. Như vậy tế bào lớn lên như thế nào và có dấu hiệu nào để các em thấy được sự lớn lên của tế bào? Quan sát cho cô hình 16.7A, đó là sự lớn lên của tế bào thực vật. Hình 17.6B là sự lớn lên của tế bào động vật. Quan sát hình bên, hãy cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào. Các em thấy sau cái thời gian tế bào con dần lớn lên về kích thước các thành phần của tế bào, ví dụ như là màng tế bào nè, chất tế bào này, nhân tế bào, các em thấy từ tế bào ban đầu sau một thời gian thì những cái thành phần này sẽ có sự lớn lên. Và khi tế bào tăng đến một cái kích thước nhất định thì người ta gọi là tế bào trưởng thành. Như vậy thì nhờ vào đâu mà tế bào có thể lớn lên được? Chính là nhờ vào cái quá trình trao đổi chất của tế bào để giúp cho tế bào có thể lớn lên được, lấy các chất dinh dưỡng cần thiết cung cấp cho tế bào lớn lên. Như vậy thì khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì một số nó sẽ tạo thành tế bào trưởng thành, thì một số tế bào nó sẽ thực hiện quá trình phân chia tế bào, hay người ta gọi là sự sinh sản của tế bào. Như vậy thì sự sinh sản của tế bào diễn ra như thế nào và dấu hiệu nào cho các em biết điều đó? Các em sẽ quan sát cho cô ha. Hình sự sinh sản của tế bào động vật và rồi sự sinh sản của tế bào thực vật. Rồi, các em hãy chỉ cho cô cái dấu hiệu đó nào. Các em thấy là ở tế bào động vật là từ một cái tế bào ban đầu ha, được chưa? Rồi thì các em thấy là sau đó là nhân nó tách ra, một nhân thành hai nhân, rồi nó như thế nào, các em nó có sự phân chia về chất tế tế bào. Các em sẽ cùng quan sát hình và mô tả lại cho cô nha. Rồi, dấu về cái dấu hiệu đó chính là gì? Nhân tế bào và chất tế bào phân chia ở tế bào thực vật hình thành vách ngăn, tạo thành hai cái tế bào mới không tách rời nhau. Còn ở tế bào động vật thì các em thấy nè ha, hình thành cái eo thắt ở giữa tạo thành hai cái tế bào mới tách rời nhau. Thì các em thấy là từ một tế bào mẹ ban đầu, sau một lần phân chia thì sẽ tạo thành hai cái tế bào con. Điều đó các em thấy là tế bào có sự phân chia hay còn gọi là sự sinh sinh sản. Từ một cái tế bào mẹ ban đầu, từ một cái tế bào mẹ sau một từ một cái tế bào ban đầu sau một cái thời gian nó sẽ lớn lên để tạo thành tế bào trưởng thành, và tế bào trưởng thành này sẽ thực hiện quá trình phân chia để tạo thành hai cái tế bào con, được không nào? Rồi, như vậy thì cô nhắc lại ha, các cái giai đoạn của cái sự sinh sản của tế bào. Cô ví dụ như là ở tế bào thực vật đi, các em thấy từ khi tế bào đạt đến một cái kích thước nhất định, người ta gọi là tế bào trưởng thành, thì nhân tế bào sẽ như thế nào các em? Tách nhau ra thành hai nhân, tách xa nhau. Sau đó là gì các em? Chất tế bào cũng có sự phân chia. Sau đó sẽ hình thành một cái vách ngăn ở giữa để ngăn đôi, tạo thành hai cái tế bào con. Được không nào? Rồi, như vậy thì các em đã vừa tìm hiểu về các cái giai đoạn của sự sinh sản của tế bào. Rồi, như vậy thì các cái tế bào con được tạo ra sau một lần phân chia, hai lần phân chia và ba lần phân chia như thế nào? Thì các em sẽ cùng quan sát hình cho cô. Các em sẽ quan sát hình.
để các em xác định cho cô ha, về các tế bào con được tạo ra sau lần sinh sản thứ nhất, lần sinh sản thứ hai và lần sinh sản thứ thứ ba và đến lần sinh sản thứ n. Thì các em thấy là từ một tế bào mẹ ban đầu, được chưa, sau lần sinh sản thứ nhất thì sẽ tạo thành hai tế bào con. Hai tế bào con này khi sau khi nó lớn lên đạt tế thành cho tế bào trưởng thành thì nó sẽ tiếp tục tham gia vào lần sinh sản thứ thứ hai. Cứ mỗi cái tế bào con, cứ mỗi cái tế bào mẹ thì tạo thành hai cái tế bào con. Như vậy thì hai cái tế bào mẹ này sẽ tạo thành bốn tế bào con. À, là hai mũ mũ hai. Rồi tiếp tục. Bốn cái tế bào con này nó khi nó trưởng thành thì nó lại tiếp tục tham gia vào cái quá trình sinh sản lần thứ ba. Từ bốn cái tế bào mẹ ban đầu, từ bốn bốn tế bào mẹ này sẽ tạo ra 8 cái tế bào con. Thì chúng ta có công thức là 2 mũ 3. Như vậy thì tế bào con được sinh ra ở lần thứ em sinh sản thứ n thì sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con các em? À, thì sẽ tạo ra 2 mũ n tế bào con. Được không nào? Như vậy thì các em sẽ tùy ha, các em sẽ xem cái số lần sinh sản ở lần thứ mấy. Được chưa nào? Thì các em sẽ dùng cái công thức là 2 mũ n. Nếu mà lần sinh sản số 1 thì n sẽ bằng 1, lần sinh sản thứ hai thì n sẽ bằng bằng 2. Rồi các em đã biết được cách tính cái số tế bào con qua những cái lần sinh sản chưa nào? Rồi, các em sẽ cùng quan sát hình và sẽ làm lại cho cô bài tập này nha. Các em sẽ cùng quan sát hình cho cô ha. Một cái đứa trẻ sinh ra nặng 3 kg, khi trưởng thành có thể nặng là 50 kg. Theo em sự thay đổi này là do đâu? À, hoặc là từ cái ngô lúc nhỏ thì nó kích thước của nó rất là nhỏ ha, nhưng mà qua một thời gian thì nó sẽ đạt đến cái độ trưởng thành như vậy, thì cái sự thay đổi này do đâu? À, đó chính là sự tăng lên về số lượng và kích thước của cơ thể là do sự lớn lên và phân chia của tế bào. Như vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể sinh sinh vật? Thì bây giờ các em sẽ xem cho cô ví dụ sau đây ha. Mỗi bạn khi trẻ răng hay súc miệng có hàng nghìn tế bào chết và bị tổn thương, được thải ra và cần được thay thế. Như vậy thì cái sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì nào? À, là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc là bị chết ở tế bào ở sinh vật ha. Rồi, các em sẽ cùng ghi cho cô cái nội dung kết luận này vào vở nào. Rồi, bây giờ cô có cái bài tập để củng cố kiến thức cho các em ha. Một tế bào mẹ khi phân chia sinh sản sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con? Một tế bào mẹ sau khi sinh sản, các em hiểu có nghĩa là sinh sản lần thứ nhất đó, thì sẽ tạo ra 2 tế bào con. Cơ thể sinh vật lớn lên chủ yếu dựa vào hoạt động nào dưới đây? Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong tế bào theo thời gian, sự gia tăng về số lượng tế bào qua quá trình phân chia, sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất. Như vậy thì các em sẽ chọn cho cô đáp án nào? À, đó chính là đáp án số 2 và đáp án số 3 là đáp án chính xác ha, chính là sự lớn lên và phân chia của tế bào. Câu số 3. Sự lớn lên của tế bào có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây? À, các em hồi nãy cô đã nhấn mạnh đến các em rồi ha, đó chính là gì? À, trao đổi chất. À, như vậy thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em sẽ về nhà sẽ học kỹ cho cô ha, về cái tế bào là đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng của cơ thể sống, rồi hình dạng và kích thước của tế bào, ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia của tế bào, cùng với những cái nội dung mà cô đã cho các bạn ghi vào vở. Rồi, cô chúc các bạn học tốt nha.